Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 5 tháng 8 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng, trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin chọn lọc quan trọng đầu tuần. Tổng thống Trump: Trung Quốc phải làm rất nhiều để xoay chuyển mọi thứ trong đàm phán thương mại. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết Trung Quốc phải làm rất nhiều việc để xoay chuyển cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và ông có thể tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng Hoa Kỳ phải có một thỏa thuận thương mại tốt hơn đối với Trung Quốc, thậm chí không chỉ là một thỏa thuận. Chính phủ Venezuela và phe đối lập tiếp tục đàm phán. Reuters đưa tin, Bộ Trung gian Hòa giải Na Uy hôm thứ Sáu cho biết chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phe đối lập đang tiếp tục đàm phán ở Barbados để cố gắng tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của nước này. Đại diện của các chính trị gia ở Venezuela đang tiếp tục các cuộc đàm phán. Các bên nhắc lại việc sẵn sàng tiến lên để tìm kiếm một giải pháp theo thỏa thuận và hiến pháp, Bộ Ngoại giao của Na Uy cho biết. Nhà đàm phán chính của phe đối lập, ông Stalin Gonzalez, đã cảm ơn chính phủ Na Uy trong một tweet ngay sau tuyên bố của Bộ. Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa hạt nhân thời Liên Xô với Nga. Hoa Kỳ chính thức rút khỏi hiệp ước tên lửa hạt nhân với Nga vào thứ Sáu sau khi xác định rằng Moscow vi phạm hiệp ước, điều mà Kremlin đã nhiều lần phủ nhận, theo Reuters. Washington báo hiệu sẽ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí 6 tháng trước, trừ khi Moscow kiên định với hiệp ước này. Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, INF, đã được đàm phán bởi Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Hoa Kỳ sẽ không tham gia một hiệp ước bị Nga cố tình vi phạm, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói. Không tuân thủ hiệp ước của Nga gây nguy hiểm lợi ích tối cao của Hoa Kỳ. Khi Nga phát triển và bảo vệ hệ thống tên lửa vi phạm hiệp ước đã thể hiện mối đe dọa trực tiếp đối với Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Công chức Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ và quyết tâm sát cánh cùng công dân. Hàng ngàn công chức Hồng Kông tối thứ Sáu đã tập hợp biểu tình chưa từng có trong thành phố và kêu gọi chính phủ đáp ứng yêu cầu của người biểu tình về tình trạng hỗn loạn dự luật theo SCMP. Ông Cheung Kapo, một quan chức tại Sở Giao thông Vận tải cho biết, khi xã hội của chúng ta đang đến gần bờ vực sụp đổ, công chức và các thành phần xã hội khác đã lên tiếng về những lo ngại của chúng tôi. Trước sự đúng sai, nếu chúng ta chọn cách im lặng, chúng ta sẽ phản bội bổn phận của mình và lòng tin của mọi người. Ông kêu gọi chính phủ chính thức rút bỏ dự luật hiện đang tạm hoãn và tiến hành một cuộc điều tra độc lập về cơn bão chính trị này. Chỉ có cách này, xã hội của chúng ta mới có thể thoát khỏi đau buồn và được hòa giải, ông nói. Đặc phái viên mới của Liên Hợp Quốc nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng chống Mỹ về thương mại. Đại sứ Liên Hợp Quốc mới của Trung Quốc hôm thứ Sáu cảnh báo, nếu Hoa Kỳ muốn đấu tranh với Trung Quốc về thương mại, thì chúng tôi sẽ chiến đấu. Và báo hiệu căng thẳng thương mại có thể làm tổn thương sự hợp tác giữa các nước trong việc đối phó với Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với 300 tỷ Mỹ Kim hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ tháng tới. Là đồng minh là láng giềng của Triều Tiên, Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đồng ý và thi hành các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Biển Đông, Úc tham gia phản đối hành động của Trung Quốc. Chính phủ Úc cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản lên án những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo báo Canberra Times hôm nay, ngày 3 tháng 8, 2019, trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Thái Lan vào ngày 1 tháng 8, Ngoại trưởng Úc Maurice Payne cùng với đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo và Nhật Taro Kono đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng trước những thông tin đáng tin cậy về những hoạt động cản trở các dự án dầu khí trên Biển Đông, ám chỉ việc các tàu của Trung Quốc sách nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính gần quần đảo Trường Sa. Tuy không nêu lên đích danh Trung Quốc, bản thông báo bày tỏ quan ngại về những diễn tiến tiêu cực ở vùng Biển Đông, trong đó có việc triển khai các hệ thống vũ khí hiện đại trên các thực thể đang tranh chấp. Ba ngoại trưởng mạnh mẽ lên án, những hành động đơn phương có thể làm thay đổi nguyên trạng và làm gia tăng căng thẳng, như bồi đắp các đảo, xây các tiền đồn,
quân sự hóa các thực thể đang tranh chấp và những hành động khác gây tác hại môi trường biển ở vùng Biển Đông. Trong bản thông cáo chung, Ngoại trưởng ba nước Úc, Mỹ, Nhật cũng bày tỏ quan ngại về thông tin theo đó Campuchia và Trung Quốc đã ký thỏa thuận về việc Bắc Kinh đưa quân, vũ khí và tàu chiến đến đóng tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm trên vịnh Thái Lan. Đàm phán về COC mở lại tháng 10. Đàm phán về bản dự thảo thứ hai của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ được mở lại vào tháng 10, 2019, theo thông báo của một quan chức chính phủ Thái Lan hôm qua. Đàm phán về bản dự thảo thứ hai của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ được mở lại vào tháng 10, 2019, theo thông báo của một quan chức chính phủ Thái Lan hôm 2 tháng 8, 2019 tại Bangkok. Theo hãng tin Bloomberg, phát biểu bên lề diễn đàn khu vực ASEAN tại thủ đô Thái Lan, Phó Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Athayut Sriramut cho biết sau khi đạt thỏa thuận về các nguyên tắc căn bản, Trung Quốc và ASEAN bàn về các điểm cụ thể của Bộ Quy tắc ứng xử. Ông nói thêm là theo dự kiến các bên sẽ đạt thỏa thuận chung cuộc trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, một số nhà ngoại giao của khu vực sáng qua đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng hiện nay trên Biển Đông. Họ cho rằng việc các chiến hạm và các thiết bị quân sự thường xuyên được điều động đến Biển Đông sẽ phá hỏng cơ may giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Tại Bắc Kinh hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định là tiến trình đàm phán về COC đang đạt nhiều tiến bộ. Nhưng bà tố cáo các quan chức cao cấp của Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách để gây bất hòa giữa các quốc gia có liên quan và làm xáo trộn tình hình Biển Đông. Sau mấy tháng gián đoạn, hai phái đoàn Mỹ và Trung Cộng đã họp lại để tiếp tục thương thảo về chuyện mậu dịch giữa hai nước. Buổi họp mới này kéo dài cả ngày trời, nhưng dường như cũng chẳng đi đến đâu hết, tuy cả hai bên đều công khai tuyên bố khá lạc quan. Các quan sát viên cho rằng Trung Cộng đang cố tình câu giờ, kéo dài cuộc thương thảo để nghiên cứu tình hình chính trị Mỹ, xem thế của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử cuối năm tới. Trung Cộng hy vọng phe Dân Chủ thắng sẽ dễ nói chuyện hơn. Vấn đề là Tổng thống Trump không ngây thơ và ông sẽ không chấp nhận để Trung Cộng xỏ mũi dễ dàng như vậy. Hai ngày sau khi mở lại cuộc thương thảo, Tổng thống Trump đã cho biết ông sẽ đánh thuế quan 10% lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng trị giá hơn 300 tỷ bắt đầu từ tháng 9 tới. Nghĩa là tất cả 500-600 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Cộng sẽ bị tăng thuế quan hết. Trong đó có khá nhiều hàng của các công ty Mỹ làm tại Trung Cộng rồi nhập cảng về Mỹ lại, như iPhone và các máy điện toán hay giày Nike. Trước đây, Tổng thống Trump đã hăm dọa chuyện này nhưng đồng ý hoãn lại để nói chuyện. Bây giờ thì làm thật, nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn khi ông vẫn có thể hoãn nữa. Tùy phản ứng của Trung Cộng, cái đó gọi là thương thảo, trả giá qua lại, ta phải chờ kết quả cuối cùng mới biết rõ. Hôm thứ Năm vừa qua, chỉ số Dow Jones đang ở mức cộng 300 điểm, tụt ngay xuống mức trừ 280 điểm, tức là rớt gần 600 điểm sau tin tăng thuế quan. Qua hôm sau thứ Sáu lại rớt thêm gần 100 điểm nữa. Tin thương chiến với Trung Cộng đã lấn át tin hiện đang có hơn 157 triệu người Mỹ có việc làm, tăng 5 triệu kể từ ngày Tổng thống Trump tuyên bố nhậm chức. Trong 8 năm Obama, tổng số người có việc gia tăng 10 triệu người, từ 142 triệu tới 152 triệu người. Tính trung bình mỗi tháng, dưới thời Tổng thống Trump, số người có việc tăng nhanh gấp 3 lần dưới thời Tổng thống Obama. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.